của xe đứng 6 Myron Roman, bên mình là Babylon Roman. Và hình như là Babylon thì phải, hay Babylon Egypt, tôi cũng chưa nhìn rõ, nhưng mà nói chung là quân của Vô Thường là một mẫu quân Summer Egypt hay là AC gì đó. Bên kia là một Miwan, một Roman. Xe đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay. Đây là bãi quả của Gunny. Vẫn nóng được rồi, thế là mát rồi. Tôi có ai thích bình luận không nhỉ? Mệt lắm rồi đây. Thôi xem không. Ba hai. Ra bình luận hộ con C. Mấy trận? Ai? Ở bia. Bầu bia ra hộ anh 10 trận. Anh mệt vãi cả đái rồi. Ninh lần đấu này. Các bạn vâng, hãy thông cảm và theo dõi hình một chút. Khi nào có cái biến xảy ra tôi sẽ quay lại và nói thôi. Chứ thực sự lúc này là cũng không còn bằng pin, cũng gần hết rồi. Bắt đầu báo vạch đỏ rồi. Trái tim bắt đầu hiện lên rồi. Lúc này là cần sạc ngay. Sẵn là những kiểu cái thứ ba mấy yêu muốn nhầm mình cũng lại đây đến cung gì chém gì chém phù gì là gì cái gì à kim minh cho man rồi gì chả đây đi gì vậy nhon cái quốc đồ giàu còn được nhà văn kiệt này dạ anh làm giúp em cái họ à tôi đi cái gì đấy ai cũng anh chém chém phù đâm không nó bóng luôn. Con sẽ nói gì rồi? Mười một bao mấy? Nào gì? 1 3 mấy? Hai mình chém cung, chém thủ phù, ba cái gì thì bao giờ bắt xong. Đấy kia tôi bảo mày rồi không xong bỏ đúng giờ đánh 25 phút vài lớp. Một lớp đánh này. Khổ là lớp. Như vậy là Văn Lâm bắt đầu đào vàng rồi. Chúng ta có thể thấy là Văn Lâm đã đào 25 vàng. Một trận mà hai game thủ bên kia lên rồi rất sớm. Babylon 25 dân đánh chém. Kích đời. Vâng, con giỏ của Văn Lâm đến. Nhưng mà bây giờ thì Gani có giỏ rồi. Cũng không hề xoắn. Ra đây. Ra đây. Bướng vào đây đập chết luôn. Công giáp đầy đủ. Cẩn thận cây gỗ, cái gỗ bị kẹt. Có cẩn thận bị ken anh ơi, hết sức cẩn thận. Rồi, rất kịp thời, giữ được độ chân này. Cứ đừng ở đấy thôi. Lên đời sau chúng ta sẽ đóng một cái nhà P. Nào, lớp có thể thẳng vào chọc nhà chính không? Vậy và người ta chưa biết thì không hẳn bò vội, bình tĩnh đã. Đóng P đây đi. Chém đến. Con dân đang chặt cái gỗ kìa. Đây là nhà Miwan. Vâng, đấy mới là mối nguy hiểm. Bài của Gunny rất yếu. Xong được đúng một con lạc đà thôi. Bây giờ thì vâng, phải cố gắng mà hù lấy một con chém này thì mới có cái mà chơi. Vâng, Văn Lâm vẫn đang quá khỏe với cái bài cầm Roman. Vâng, chọc chết con phù của Roman đi. Rồi, giết nó. Té anh ơi. Được. Được. Ok. Vãi cả bịp. Văn Lâm đã có những con sọc đơn rồi. Không biết là Vô Thường như nào rồi, điểm số anh thấp thế. Miwan bây giờ còn bơm đồ cho Gani để làm bánh xe cơ. Chúng ta thấy là người ta gọi là phần đá đen thì đen đủ đường. Ngựa giò chạy còn bị sư tử nó chọc, nó cắn. Đấy. Bắt đầu cảm thấy đắng dần rồi. Rồi, hù đã hai con chém này đi. Tham tăng, một con. Vâng, đã có sọc đơn. Thôi thì phủ đi. Vâng, cứ được thì được, không được thì thôi. Đằng nào vậy? Thằng nào Gani vẫn là 27, nhưng mà bây giờ thì Miwan đang rất khỏe rồi. Trong khi EGIP của game thủ Vô Thường thì vẫn chưa thể to lên. giờ mà Vô Thường mà đẩy sang Quýt mà đẩy sang một tên khoảng 10 con cung A thôi, kẹp với cả vài con chém thì cũng khó lắm. Bánh xe lên chưa? Vâng, bánh xe đã lên. Nhà của Văn Lớp bây giờ thì có phủ ở nhà thủ và ruộng bây giờ có lẽ là Văn Lớp đang ra rất nhiều rồi. Cho sọc đơn vào trước, đúng rồi. Kín hết phủ đi. Ôi giời ơi, đông vậy, sao chơi? Có xia làm con đi mà tông vào nhà này không? Bắt đầu đánh trâu sọc đơn rồi. Kiểu đánh hai nhà to khỏe đâu mà. Quân bài nó là quá là bất lực. Ừ. Nhà nghèo. Đi sai rồi, Quyết đã đẩy cung. Tỷ số là 1-0 trong set đấu thứ 5. À không, chính xác là trong giờ thứ 3 của kèo đấu này. 1-0 cho hai cầu thủ Hà Nội.